Thưa quý vị và các bạn, Hội Khỏe Phù Đổng là ngày hội thể dục thể thao dành cho lứa tuổi học đường. Đây là dịp để Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ rà soát đánh giá chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường, đồng thời giúp các nhà chuyên môn lựa chọn vận động viên xuất sắc chuẩn bị dài hơi cho Hội Khỏe Toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Để đảm bảo thi đấu đạt chất lượng chuyên môn, Ban giám hiệu các trường phổ thông đã có những giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu đề ra của Ban tổ chức Hội Khỏe. Trong đó tập trung đầu tư có trọng điểm về số môn thi đấu. Bên cạnh đó, nhiều trường tập trung hướng chương trình giáo dục thể chất phù hợp với kế hoạch tổ chức thi đấu của ngày hội thể thao học đường. Trung tâm văn hóa thể thao huyện đã chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn trực tiếp phối hợp với các đơn vị trường học tìm nguồn, coi như là đi chiêu sinh để tìm ra các cái nhân tố mà có cái tố chất. Rồi trên cơ sở đó thì tiếp tục mở các cái lớp huấn luyện cơ bản nâng cao để đào tạo vận động viên. Các trường cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái thầy cô là dạy cái bộ môn giáo dục thể chất để có cái điều kiện về sân chơi, bãi tập cũng như các cái dụng cụ các em tập luyện tập thường xuyên, cũng như là có cái sự phân công rõ ràng đối với các cái tổ bộ môn thể dục thể thao. Đặc biệt là cái sự tham gia của các em là học sinh với cái tinh thần thi đấu là thể thao trung thực và fair play, nên góp phần cho cái hội thao là Hội Khỏe Phù Đổng là thành công tốt đẹp. Nét mới tại Hội Khỏe Phù Đổng thành phố năm 2023 chỉ thi đấu 8 môn trọng điểm bao gồm bơi lội, cờ vua, bóng đá, bóng bàn, đẩy gậy, taekwondo, karate và vô vi nam. Đây là số môn nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 và là số môn thể thao được đầu tư trọng điểm của thành phố. Qua thi đấu, các địa phương Phong Điền, Cái Răng, Cờ Đỏ và Ninh Kiều vẫn là điểm sáng trên bảng xếp hạng khối quận huyện. Đây sẽ là địa phương cung cấp nguồn vận động viên cho thành phố, chuẩn bị cho Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc sắp tới. Sau cái Hội Khỏe Phù Đổng thì là thành phố sẽ lựa chọn các cái vận động viên có tài năng, năng khiếu qua cái phát hiện của cái Hội Khỏe lần này để là bồi dưỡng và tạo cái điều kiện rèn luyện, tập luyện ngay sau cái Hội Khỏe Phù Đổng kết thúc để các em duy trì là phong độ cũng như là thể chất để tham gia tốt cái Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc trong cái thời gian tới. Hội Khỏe Phù Đổng là điểm nhấn để các em học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Qua đó đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ từng bước hòa nhập vào ngày hội thể thao học đường.